Hả? Ok, không, đừng hiểu nhầm, man. Đừng hiểu nhầm. Alright, đừng hiểu nhầm. Cái này là tôi muốn thử xem là có bao nhiêu bạn mà xem livestream của tôi mà thật sự là bật tiếng livestream của tôi. Cho nên là tôi mới phải test thử xem là các bạn có thật sự bật âm thanh của cái tiếng livestream này khi mà các bạn xem stream này không. Chứ cái mic của tôi thì tôi vẫn bật, mic tôi lúc nào tôi chả bật. Hồi trước anh trai tôi đi Thái, sau rồi anh trai tôi mua quà cho tôi. Nó một cái bộ gồm có 6 cái máy thở. Nhưng mà nó thật sự là máy thở mọi người ạ. Ngoài cái hộp này ra thì anh trai tôi cũng mua một cái hộp xôi xoài nữa. Xôi xoài ăn ngon, ngon như là cái việc đèn nó đổi thành màu đỏ. Tại vì đó là sai cùng với cả cái nâng cấp hội viên để bạn làm mọi người đại gia bạn ấy. Ê, nó có cái mặt cười ở trên cái này mọi người. Ha, cái máy thở ấy có một cái mặt cười. Tight blue, yellow, pink, whatever man, just keep bringing me that. Anh là professional rapper mà. Mặt hà đâu rồi? Tôi không thể nào sống mà thiếu cái mặt hà này được. Đâu rồi? Không. Tại sao có thể làm một cái trò dại dột như thế? Nó ở đâu rồi? Ê! What the... Không! Tôi cần bà Hà của tôi! Bà Hà ơi! Bà Hà ơi! Từ từ nhá. Ok, đoạn này chúng ta phải Sherlock Holmes một chút. Thì chúng ta mới có thể có lại cái bác Hà được. Tôi tung nó lên này, rồi sau đó là nó rơi xuống. Và tôi nghe cái tiếng rơi đấy là cái tiếng va chạm của cái thanh bạc hà đấy với cả sàn nhà. Tức là nó phải ở dưới sàn nhà. Nhưng mà chỗ nào của sàn nhà? Hey Google, turn on flashlight. Này đâu ấy? Không, nó phải là cây bạc hà đấy cơ. Cái cây bạc hà đấy nó có màu hồng và nó có một cái mặt cười. God damn it. Tại sao lại có thể nghịch ngu như thế được nhở? Vấn đề là bị OCD ấy mọi người. OCD là mất đồ nó bị khó chịu á. Nên là tôi phải tìm được cái cây này, không phải là cái cây nào khác cả. Thầy ơi. Wow, nó tít sâu trong gầm giường cơ. Tôi chỉ cần biết được cái vị trí của nó thôi. Biết là nó ở dưới gầm giường là được rồi. Để lúc nào off stream thì lấy cái chổi, xong rồi thò cái chổi vào đấy, xong rồi lấy nó ra. Ở đây có cái gì mà nó đủ dài để mà thọc vào đấy, xong rồi lấy nó ra không nhở? Cái này nó không đủ dài mọi người ạ. Cái này có khả năng này. Cái này là có khả năng này. Yes. Vô đây rồi. Ok, bây giờ cái này nó dính toàn bụi ở dưới gầm giường. Tác giả tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng, cha đẻ của trò chơi vương quyền, nhà văn George R.R. Martin đã được mời tham gia dưới vai trò cố vấn để giúp định hình. R.R. viết tắt cho gì vậy? George R.R. Martin. Does R.R. stand for Raymond Richard? Ok. Rickroll. George Rickroll Martin. Tại sao ta? Vào năm 1922, Liên Xô đã có nghiên cứu để chứng minh rằng chó có khả năng gì. Đây, tạo ra kênh YouTube mang tên Nguyễn Duy. Anh mấy màn vậy anh? Nếu mà tính tất cả các cái loại màn hình mà anh đang có nhá, thì không phải là 1, 2, 3, đây là 3 màn hình, đây là 4 màn hình, đây là 5 màn hình, đây đằng sau cái tivi này là 6 cái màn hình, cái iPad là 7 cái màn hình, cái iPhone 8 Plus là 8 cái màn hình, cái Nintendo Switch là 9 cái màn hình, bao quanh bởi màn hình, đi đâu cũng là màn hình. Việt Nam cái gì bé cũng không tốt, thế thì cái ở trong này nó tốt này. Nếu anh hiểu là boss màn cuối thì cơ chế sẽ như nào, thì cơ chế nó sẽ như đây nè. Ngoài làm YouTube, anh Hiếu có làm cái gì thêm không anh? Anh làm cái này nè. Sorry, ngày hôm nay không được văn minh cho lắm. Nguyễn Duy thích cái gì nhất với anh? Cái này nè. Ê, Valorant không? Tôi không có bạn. Bảo chơi này. Tôi có bạn mọi người ơi. Wow. Wow. Tôi có bạn. Peter Parker gets bit by a spider, his uncle gets bit by a bullet. With great power comes great. Peter Parker bị nhện cắn, chú của cậu ấy bị một viên đạn cắn. I've drank all the calm water, man. So much calm water in me. Okay? This water calm. I love drinking calm water. Okay? Drinking this calm water makes me feel good. Calm water gives me vitamin C. Calm water good. No calm water bad. Calm water. I love drinking calm water. Calm water is the best, okay? I can drink calm water all day. You are American, why you come back? Because I love pho, man. I love getting myself some pho. I love eating pho day and night. I can eat for 24 hours a day. Bỏ hôm nào đi cà phê. Thôi rủ tao. Tao cần content stream IRL được chưa? I knew it. Tao định bảo mày chỉ nghĩ đến tao khi mày cần content này. Istanbul và LA Lakers. Istanbul là một thành phố, thì liệu cái số người đến đây để mà du lịch, cái số người search về thành phố này, để search về việc sinh sống thành phố này ABCGZ, tôi tin tưởng vào LeBron James. Vãi! Biết thế không tin vào LeBron James. Trời đất. Ánh nắng mặt trời mà tôi hại tôi rồi. Donnie Darko, một bộ phim rất là ma quái mà tôi đã từng xem, sẽ nhiều lượt search hơn là The Supremes. DC chắc chắn là sẽ Truman Show, một bộ phim rất là hay, kể về cuộc đời của những cái thằng streamer. Truman Show rất cao. Đủ 99% người chơi trò này có điểm thấp hơn bạn. Bạn thật là tuyệt ở trên cái trò này. Yep, như vậy là đủ rồi. Mày thích chửi tao không? Mày thích chửi tao không hả? Mày tiên anh này anh ra mày ơi. Mày thích chửi tao không? Đừng bắn ở em anh ơi. Mày có sợ không? Đừng bắn ở em ơi. Mày nè. Em đừng bắn ở em anh ơi. Sang ơi, con chó trong Adventure Time tên gì á? Ok, rõ. Hiểu, đã hiểu. Con chó là Jack không? Các bạn có bằng sân khấu điện ảnh không?